Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Minecraft Siêu Pixelmon. Mình đang ở trong sảnh và chọn Pokemon khởi đầu nè. Để coi trong chiến khám phá lần này mình sẽ chọn em nào làm Pokemon khởi đầu đây. Ôi em nào nhìn cũng thích đấy nhờ. Không được chọn nhiều em hết ta, chọn được một em á. Để mình coi mình sẽ chọn... Lần trước thì mình đã từng chọn hệ lửa rồi. Lần này chắc mình sẽ chọn thử hệ nước thử nha. Hệ nước hoặc hệ lá đấy. Mình sẽ chọn em... Sobo. Ồ, em này khá là lạ đối với mình nè. Ồ, được nha. Hay là lần này chúng ta sẽ thử chọn Sobo làm Pokemon khởi đầu ha. Ok, quyết định vậy luôn. Rồi, vậy là chúng ta đã có được Pokemon khởi đầu. Đó chính là em Sobo rồi. Dễ thương ơi. Được nha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu công cuộc sinh tồn trong thế giới Siêu Pixelmon thôi. Ở lần này thì sẽ thêm được rất là nhiều Pokemon mới vào nè. Đồng thời cũng có rất là nhiều thứ mới. Nên cùng mình đi tìm hiểu và khám phá nha. Nhưng mà mới vô để mình tìm cái rương khởi đầu đó. Không biết nó giấu ở đâu nữa trời, vô đây spawn ngay cái chỗ rừng nữa chứ. À đây, cái rừng này. Tưởng đâu mất cái rừng chứ. Mất cái rừng là mình thiệt thòi chứ không ai thiệt thòi hết á. Chặt cái cây này ra. Rồi trong rừng sẽ cho mình một cái Ultra Ball, hai trái Red Ball nè, với 7 trái bóng thường thôi. Một ít cái dụng cụ, với một cái scope. Ok, cái này giống như cây vợt ấy á. Rồi có cây rương mình lượm nốt luôn. Đồ free mà. Rồi có được mấy thứ này thì mình sẽ bắt đầu đi xung quanh để tìm hiểu trước. Ở đây có Pokemon tên là Pikipek, một em chim. Chạy luôn. Trận chiến đầu tiên của mình và Sobo nè. Để mình luyện Sobo một xíu luôn á. Hy vọng là trong tương lai em này sẽ là trợ thủ đắc lực của mình ha. Wow, có vẻ là hơi bị mạnh đấy, Sobo hơi bị mạnh đấy. Nhưng mà cái khả năng phòng thủ của Sobo thì hơi bị hạn chế một xíu á. Bị đánh có một hit thôi mà mất cả nửa cây máu luôn rồi. Nhưng không sao, chúng ta đã chiến thắng trong trận chiến đầu tiên rồi. Để coi nào, được thịt gà với lông chim. Ok, cũng được. Trận chiến đầu tiên giành thắng lợi rồi ha. Ô, kế bên chỗ xuất hiện của mình là một ngôi làng à. Ồ, vậy thì hay quá. Tuyệt vời, có làng là Pokemon của mình được chị ta chữa thương rồi. Ui ôi, ở đây có Pokemon gì ghê. À, đây là boss à. Mới vô gặp boss luôn. Được đấy, gặp boss thì tốt. Mai mốt mình sẽ cố gắng đánh boss để chúng ta kiếm được nhiều đồ xịn ha. Rồi. Thứ mới trong Siêu Pixelmon đang ở trước mắt mình kìa. Trong thế giới Siêu Pixelmon lần này á, sẽ có rất là nhiều những cái chỗ xoay tròn tròn giống như trước mặt mình cơ. Và nghe nói là vô đó nó sẽ cho mình nhiều đồ xịn lắm đó. Rồi giờ thì vô đó coi nó sẽ cho mình đồ gì ha. Cho mình trái berry. Ok, không xịn lắm. Bên đây còn hai chỗ luôn nè. Không sao, mình sẽ không từ bỏ đâu. Biết đâu lần này nó lại cho mình đồ xịn thiệt thì sao? Vô thử nha. Để coi nó sẽ cho mình... lại là trái berry. Kỳ á. Trời ơi. Chắc không sao. Quá tam ba bận. Lần ba. Trời, lần này chẳng lẽ không cho đồ xịn. Đó. Có đồ xịn rồi. Ngoài những cái vật phẩm tăng cường cho Pokemon thì nó còn cho mình một quả trứng. Quả trứng này là quả trứng 2 km. Tức là khi mình đi khám phá đủ 2 km thì quả trứng sẽ tự động nở và cho mình thêm một em Pokemon. Đã nha. Và còn có những cái chỗ giống như vậy nữa nè. Mà khi nó phát ra một cái tia sáng cao lên trời thì mình có thể vô đây để chiến đấu với boss đó nha. Cái này thì được thêm vào hình như cũng lâu rồi đó, nhưng mà mình mới chơi lại á nên nó còn khá là mới mẻ đối với mình ha. Đó, đây là boss 3 sao luôn nha. Hệ đất với hệ thép. Nhưng mà thôi đi,
Giờ Pokemon của mình đang trọng thương rồi, đánh đấm gì nữa, kiếm chỗ đi chữa thương cho Pokemon mình trước nè. Ủy, trời ơi, trong làng có hot girl. Cái làng này nhiều hot girl vậy. Chúa, mình nói chuyện với hot girl được luôn nè. Mới mốt mấy hot girl này có nhiệm vụ á, cái mình nhận nhiệm vụ, mình làm nhiệm vụ nhiều khi. Trời ơi, có gấu luôn không chừng á. Rồi, và mình sẽ ghé thăm nhà chị y tá nữa. Ui, hello chị y tá. Ui trời ơi, lâu ngày không gặp, chị y tá vẫn dễ thương như ngày nào. Rồi, mình sẽ nhờ chị y tá giúp mình hồi phục cho sao bò trước ha. Rồi, cảm ơn chị y tá rất nhiều. Ui, chị y tá có nhiều cái bình này dưới ta. Mấy cái bình này coi. Không có bình nào hồi phục. À, đây có bình này hồi máu nè. Được, hợp lý. Xin luôn. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ chiến đấu thêm một xíu không nhờ. Được á, mình nghĩ mình nên luyện sao bò mình một xíu trước khi chúng ta bắt đầu vào kiếm nguyên vật liệu đi. Ở đây thì có Pokemon cấp 18 luôn hả? Maratus. À đây, có Pokemon cấp 11 nè, được. Rồi, kết thúc trận chiến nào. Được thêm món đồ gì đây? Mình... Ốp. Để coi. Ồ, bột đá phát sáng à. Wow. Ê. Và sao bộ của mình đã tiến hóa rồi. Đã vậy. Để coi khi sao bộ tiến hóa sẽ trở thành dạng như thế nào đây. Trời ơi. Trở thành Rizzo. Ui. Bé sao bồ dễ thương ngày nào bây giờ là chuyển sang dạng quân ngầu rồi. Rizzo. Uầy. Ồ, để máy chéo luôn nha. Cái này là kiểu môi cành chéo hay sao đây. Nói chung là mạnh đấy. Được. Hợp lý. À, ở đây có thức ăn, mình sẽ lấy thêm ít đi. Một xíu có gì mình còn có lương thực thực phẩm khi đi khám phá nữa. Được quá ta. Rồi, sẵn tiện nhà chị tá còn trống nè. Hay là mình vô mình ở nhờ một thời gian đi nha. Hợp lý ấy. Cho mình ở nhờ một thời gian đi. Giờ mình còn chưa có cái nhà riêng nữa, nên chịu khó đi ở nhờ đi ha. Giờ thì chắc mình sẽ đi tìm đá trước á, để mình làm dụng cụ bằng đá nè. Rồi sẵn tiện đi lấy thêm một chút khoáng sản nữa là đẹp. Chắc 11 mình sẽ sống ở gần làng luôn đi, tại vì có chị y tá cái bên thì cũng sẽ vui hơn á. Rồi, có nên thử một trận chiến nữa không ta? Tại Rosario của mình vừa tiến hóa nè. Để coi. Wow, cũng được phết đấy. Chắc đấy. Thôi, chơi mà ru ngủ. Đánh nhau mà cứ thích ru ngủ thế nhờ. Rồi luôn, xong phin luôn. Này thì gu ngủ nè. Kết thúc trận chiến thôi. Này thì gu ngủ nè, chừa cái tội gu ngủ nha. Mới mốt là đừng có gu ngủ nữa đó. Cho mình cái trứng. Ok, cũng được. Ê, đây có hang nha. Wow. Tốt, vô hang. Đầu tiên mình sẽ lấy thật là nhiều đá trước. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ làm được một cái cây cúp bằng đá giống như vậy. Đồng thời làm thêm cây rìu đi, để một xíu mình lấy gỗ. Đây, lấy gỗ liền luôn. Rìu gỗ hả? Chặt nốt đi. Chặt nốt cho nó hư đi ha. Ôi da, cái cây này cứng thế. Rồi, lấy được một chút gỗ rồi. Vứt luôn. Dân chơi mà, giờ ai xài đồ gỗ nữa. Ui giời ơi. Đi xuống dưới đi kiếm sắt nào. Mình cần, rất là cần sắt trong giai đoạn đầu này luôn á. Nên mình cần phải đào thiệt là nhiều sắt nha. À, ngoài ra nếu như mình gặp cái quặng tên là bao sai như vậy thì mình cũng sẽ đào luôn á. Ủa nhưng mà hiện tại cúp đá thì chưa đào được quặng bao sai. Ồ. Mình phải nâng cấp lên cúp sắt thôi. Đây, làm liền. Mình sẽ làm liền một cái lò nung để nung sắt ra, để chúng ta đào cái quặng bao sai đó ha. Quặng bao sai đó thì rất là cần thiết cho mình trong cái việc chế tạo bóng chứa Pokemon luôn á. Đây. Nên mình sẽ cố gắng đào nó thật là sớm á.
Ừ, và nếu như hôm nay mình tìm được kim cương thì sẽ rất là tuyệt vời luôn đó. Mình cũng có linh cảm là bữa nay chúng ta sẽ tìm được kim cương sớm đó nha. Nên một xíu sẽ đi sâu hơn á. Còn giờ thì chủ yếu lấy sắt thôi. Mấy cái quặng... À, crystal này cũng lấy được nè. Lấy luôn. Thích vậy. Còn gì nữa không? À, còn có cái quặng sapphire nữa. Ồ, nhiều quặng thế. Quặng sapphire này coi coi mình có thể làm được cái dụng cụ này và cả giáp nữa. Amethyst lấy luôn. Hầu hết mấy cái quặng mới này thì mình đều có thể dùng để làm dụng cụ và áo giáp ấy, nên khá là tuyệt vời ha. Rồi sắt nấu tới đâu rồi? Ui, rồi thôi xong. Thì ra em thỏ này tìm tới cái chết. Được, thích khiêu chiến với Pokemon khởi đầu của mình chứ gì. Thích thì chịu, đụng là trụng. Thấy gì thôi chứ tính hơi bị nóng nha. Đừng có đùa. Rồi, đã có sắt rồi nè. Giờ thì mình sẽ làm ra cái cúp sắt ha. Để chúng ta làm... Ủa, để chúng ta đào cái quặng bao sai luôn. Một xíu gặp kim cương thì đào luôn. Đó, đào thôi. Đấy, lấy được quặng bao sai liền. Và còn đào được rất là nhiều quặng khác cơ. Lúc này còn quá trời khoáng sản nè. Tính ra mình vô đúng cái hang ha. Có quá trời đồ luôn á trời. Hên thiệt. Giờ thấy em lấy thêm chút sắt rồi chúng ta đi lên được rồi đó. Ồ, quên. Nãy mình nói mình đi tìm kim cương mà ta. Trời, sao lên sớm vậy được. No. À, để cái lọ ở đây luôn. Cái lọ sợ gì. Xíu lên mình lấy sao ha. Còn vụ không tìm được thì mất cái lọ luôn. Mất hết sắt luôn. Mà dễ gì chuyện xui rủi xảy ra vậy. Được. Ố, trong hang thì rất là dễ gặp những cái con Wubat á, những con dơi này. Dám khiêu chiến với Rizal của mình. Ôi, nhưng mà sao mình đọc cái tên Pokemon nghe nó phèn dữ ta. 11 chắc mình sẽ nghĩ cái tên diệt súp nào nó dễ đọc hơn mà nghe nó sang sang hơn xíu ha. Chứ mình đọc như vậy nghe nó bị nhà quê ấy. Ok, thông cảm cho mình nha. Mình đọc có sai tên thì các bạn cũng thông cảm giúp mình nha. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi. Nhưng mà hy vọng bây giờ đừng có con nào khiêu chiến với mình thôi. Tại vì Pokemon của mình còn có 12 máu à. Rất là yếu máu rồi. Giờ con nào khiêu chiến nữa là mình chịu luôn á. Rồi, tiếp tục. Mà chắc dễ vậy, mình thân thiện gì chắc không con nào dám khiêu khích nữa đâu. Ô, cái hang này hết rồi. Ô, cái hang này bé thế. Nó không có dẫn xuống sâu ấy. Ở đây, có đường xuống sâu nè. Hai hướng luôn. Sâu thế. Đừng, sâu quá mình bị thích đấy, đừng. Chưa, để lấy cái quặng trên này cái đã. Sao mà bỏ được. Rồi, để coi nào. Ui, có cả nhung nham rồi. Một khe nước luôn. Ui, tỷ lệ cao là mình gặp kim cương đấy. Đi qua đây đi, bên đây dễ đi hơn nè. Kim cương. Ui, ở đây có Pokemon Aron nè. Aron này mới mốt mà mình bắt được á cũng sẽ rất là trâu ấy. Được á nha. Giờ thì chắc mình chưa bắt được đâu. Nhưng mà mình đoán sai rồi. Ở đây không có quặng kim cương hết. Nhưng mà đánh đổi lại nó cũng có vàng cho mình nè. Ok, không có kim cương thì cho vàng cũng được. Không sao hết. Bên này thì hết đường rồi. Rồi luôn. Tính trước bữa hôm qua rốt cuộc không có một cục kim cương nào hết. Sukana luôn. Khó vậy sao. Ủa thôi xong rồi, không đem thức ăn rồi. Toán rồi, không có đem thức ăn. Trời ơi. Thanh niên đi đào khoáng sản mà không có đem thức ăn một hồi. Ăn gì. Cái này ăn được không vậy? À, cái này ăn được. Ui, mừng quá. Ăn luôn. Nhét vô bụng được là quý rồi. Lần sau phải nhớ đem thức ăn nha. Không thôi, ăn bậy, ăn bạ, chọt bụng chết luôn á.
Đây nữa nè. Để làm sao mình ăn ăn bữa chắc không sao đâu ha. Rồi giờ thì vô cái khe nứt đi. Kim cương cho tôi quặng kim cương đi mà. Ba quặng chứ. Ba quặng kim cương để làm cái cúp kim cương đi. Kim cương, kim cương. Kim cương đây rồi. Trời ơi, cậu được ước thấy nè đây. Ủa cho đúng ba quặng luôn. Oh man. Ok, có là quý rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và bên đây nó còn có những cái Firestone nè. Đây là mặt kiểu như mai mốt mình có thể dùng nó để chế tạo ra viên đá lửa. Và mình dùng để nâng cấp một loài Pokemon rất là dễ thương ha. Để mai mốt đi, mình có dịp mình sẽ nâng cấp. Sao? Giờ thì cứ lấy trước. Ê ê ê, không chỉ dừng lại ở ba quặng đâu. Đằng xa xa mình thấy rồi nha. Thời mình tới, thời mình tới. Hai chỗ kim cương khác nhau luôn. Ui dồi ôi, thích vậy. 5 viên kim cương, 6 viên. Quá dữ luôn. Chuyến đi mai này trúng bánh rồi. Mình đã có quá nhiều kim cương rồi. Đối với mình mới vô mà tìm được 6 quặng là cực kỳ nhiều rồi ha. Giờ chắc mình đi một xíu nữa thôi. Rồi chúng ta trở lại cái chỗ cái lò. Rồi đi lên là vừa rồi đó. Tham thì tham, mình không muốn nhiều chuyện xui rủi xảy ra trong thời gian sắp tới đâu. Khi mà mình cầm trong người nhiều kim cương như vậy. Ui, mình cũng muốn đi lên lắm nhưng mà nó cứ cho kim cương gì mà sao nỡ lên đây. Thôi, tham lam thêm xíu chắc không sao đâu. 8 viên kim cương rồi. Thích ghê luôn á. Rồi đây có ruby lấy luôn. Một xíu lên chắc làm dụng cụ ruby, áo giáp ruby mặc cho nó sang chảnh á nhờ. Đây còn kim cương không? Ôi cái đó giống quặng kim cương vậy. Ôi. Ủa kim cương phải không? Hình như là kim cương. Rồi luôn. Núp kiểu gì mà sao núp của mình được. Trời ơi, mắt mình nhìn nó bị tinh. Chuyến này là chắc cũng được mười mấy viên ấy. Không đủ à. Rồi xong rồi, vượt chỉ tiêu rồi. Ăn dùng miếng cho có sức chạy về nhà cất đồ rồi chúng ta cho cái trứng nở thôi. Giờ đói chạy về nhà muốn không nổi luôn á. Rồi 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 rồi, chạy được rồi. Cất đồ, cất đồ, cất đồ lẹ rồi chúng ta cho trứng nở thôi. Ủa chị ta đâu rồi? Rồi. Rồi luôn, chị ta. Đi đâu rồi? Xong luôn, buồn luôn. Ui da, sao nhiều đồ thế? Là một cái rương khác thôi. Trong đây quá trời đồ rồi. Để coi nào, nó sẽ cho mình cái em Pokemon gì đây. Hồi hộp quá. Hi. Oh, là một em Pokemon hệ lá. Cũng là một em Pokemon khởi đầu mình có thể chọn luôn nè. Bulbasaur. Không biết mình đọc có đúng không nữa. Đây. Trời ơi, dễ thương vậy ta. Đã vậy ta. Được nha. Rồi giờ thì sẵn tiện mình sẽ chữa thương cho Pokemon tập sự khởi đầu của mình luôn. Để em đầy máu lại. Một xíu chúng ta còn chiến đấu đồ nữa chứ. Hợp lý, hợp lý. Rồi giờ thì mình sẽ coi coi, mình sẽ kiếm công thức làm cái máy tính sớm sớm á. Đây, để làm được máy tính thì mình cần phải có cái quặng aluminum. Mà aluminum thì được làm từ quặng bao sai. Nhưng mà bây giờ mình còn thiếu cái đèn, đèn đá đỏ cơ. Rồi gì vẫn làm hay làm không được rồi. Thôi thì mình sẽ đổi mục tiêu đi. Mình không đi đi làm máy tính nữa. À, mình sẽ đi bắt Pokemon. Hợp lý. Với lại mình sẽ cài level cho Rosario của mình ha. Để em lớn lớn cấp một xíu. Để còn gánh tem được chứ. Bây giờ mình chỉ mới có 2 em Pokemon thôi. Ô, ở đây trong dân làng có một vài người trao nhiệm vụ rồi nè. Bạn có thể thu phục được Pokemon Shiny cho tôi không? Khó vậy fan. Nhưng mà nhận nhiệm vụ trước đi ha. Ok.
mà chờ trước mắt xuống dưới đây đi. Rồi, ok. Ở dưới đi, để mai mốt mình làm xong mình còn quay lại mình trả nhiệm vụ. Chứ không thôi đi lông nhông mình không biết đường đâu mà mình trả nhiệm vụ á. Rồi đó, đợi xíu nha. Khi nào bắt được thì mình không biết. Nhưng mà cứ cho anh chậm trước đi. Không biết mấy cái chỗ giống như vậy mà khi mình bước vào thì bây giờ mình bước vô lại thì... Ồ, nó vẫn cho đồ nè, hình như nó sẽ reset lại sao ấy. Vậy thì hay quá. Vậy thì tuyệt vời quá luôn á. Ồ, ở đây có... Trapinch. Ok, Trapinch. Cấp 28 như vậy hả? Trời luôn. Đụng là trụng thôi. Cố lên, Rosario của mình. Ồ, nó tấn công mình cũng gắt đấy. Nhưng mà chỉ với một hit. Là lụm cục kẹo thanh niên đó liền. Ồ, cũng được đấy. Cũng khá là khỏe ha. Nói chung thì mình cầm Pokemon thể nước lên vùng sa mạc này thì mình quẩy khá là dễ luôn á. Ở đây có Hippo Botat nè. Em này nhìn y gan hà mã luôn á. Rồi tiếp tục. Ừ, đánh đi. Một đòn thôi là có thể kéo được rất là nhiều máu của mấy em này rồi ha. Nói chung cầm Pokemon hệ nước mình lên vùng sa mạc này cũng nhiều lợi thế lắm luôn á. Rồi. Wow, mình học được thêm một kỹ năng hệ bóng tối nè. Nên ông ta. Hiện tại thì mình có hai kỹ năng hệ nước. Học luôn đi. Tới lúc mình lại có thể tận dụng kỹ năng hệ bóng tối á. Rồi, vô cho mấy cái chỗ này nữa. Để nào. Có cho trứng không? Không cho trứng. Ui, tính ra mình cũng không được hên lắm nha. Vô đây chủ yếu là cho kiếm trứng Pokemon ấy. Nhưng mà mình vô nãy giờ chẳng thấy trứng đâu. Ui đây rồi. Một cái trứng 15 km. Quá đã luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Được, mình sẽ gán cho cái trứng này nở ha. Rồi, giờ thì tiếp tục cày cấp một xíu, cày cấp một xíu ha. Nhưng mà nãy giờ mình chưa có gặp em Pokemon mới nào luôn ý. Ồ, mình giết con rắn kia mình được silicon nè. Silicon trong đây mình có thể dùng để làm giáp nha. Chứ mấy cái thứ hữu ích khác á. Tự nhiên, trên vùng sa mạc lại có cái chỗ có mấy cái cây nhìn thấy ghê quá. Qua đó tò mò thử một xíu thôi. Coi như thế nào. Ui, trên cái cây nó có cái mặt ghê à. Ghê vậy. Ôi, ôi, nó phát ra khí độc. Oh, no. Thôi xong rồi. Ui, 9 giây lần. Ui, thôi. Đừng mà. Tôi cũng chưa bắt được Pokemon xịn. Ờ, đây rồi, đây rồi, hết độc rồi. Ui, hú hồn chim én thế. Tưởng đâu, đi luôn rồi chứ. Ui, nguy hiểm quá. Ồ, nhưng mà hiện tại thì trên vùng sa mạc này có vẻ khá là khó cho mình để tìm những Pokemon mới ha. Căng rồi. À, đây có Gildut nè. Gildut cấp 16 ta. Xúc luôn. Chiến thôi. Bây giờ mình tranh thủ mình đi ăn hiếp em Pokemon cấp thấp thôi. Cơ hội liền. Cũng được ha. Nãy giờ thì chưa cho em Pokemon thứ hai của mình ra trận đúng không? Chiến em ơi, chiến em ơi. Vô, úi xôi. Cũng mạnh phải đấy. Gác cấp mà. Mình cũng biết chọn đối thủ lắm đó nha. Em nào cấp thấp là được ưu tiên liền. Đó, ui ui ui, trận chiến này cũng căng đấy. Ui, hút một phát em mất nửa cây máu cơ. Căng nét ấy. Wow, mình học được một kỹ năng này, hệ độc rồi. Yeah. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và một kỹ năng hệ lá luôn cơ. Ui, ui, ui. Thôi. Đánh lẹ. Trời, đang chiến đấu với Pokemon khác thì con Zombie nó đứng nó nhìn à. Ôi, đi ra đi nghe. Ôi, hên là nó không có đụng chạm gì đến mình á. Hú hồn chim én thiệt sự. Hơi bị sợ nha. Đừng làm người khác sợ như thế chứ. Trời đất ơi. Rồi, vô đây coi có hốt được cái gì nữa không. Hay dầm là một trứng Pokemon chẳng hạn. Ồ, thiệt, một cái trứng 2 km nè. Quá đã luôn. Được hết nhờ. Có lý á nha. Rồi, mình vẫn đang trên hành trình đi khám phá và coi thử coi có thêm Pokemon mới nào gần khu vực này không. Nhưng mà tới hiện tại thì mình vẫn chưa gặp. Hơi đen.
Ồ, sau trận chiến này thì hình như em Pokemon thứ hai của mình cũng tiến hóa rồi. Và bây giờ thì em đã trở thành Ivysaur rồi. Ui, được cái nhờ. Cái cây ở trên lưng á, bây giờ nó đã nở ra một cái bông hoa ở trên đây nè. Đã nha, thích nha. Rồi, được lắm. Vô trong đi. Bên đây thì mình thấy còn có cái công trình gì này. Mình để mình lướt ngang mình thấy thôi. Ô, đây là một cái hội quán rồi. Ui, chúng ta còn gặp được cả một hội quán cơ. Đã vậy, không biết đây là hội quán gì nữa. Mình kiếm cái tên hội quán coi. Đã biết được một mốt mình còn quay lại chứ. Ở đâu hết rồi? À đây rồi. Cổng chào sao nè. Ui, cái người này nói là cái chỗ này đang được xây dựng hả? Rồi không nói hội quán, trời. Ui, nhưng mà đại khái cái hội quán này cũng căng đấy. Mình thấy coi có 1 2 3 4 cũng cỡ 4 5 nhà huấn luyện viên Pokemon canh giữ trên nè. Nếu mình thách đấu hết mấy người đó thì chắc mình sẽ được cái huy hiệu á. Rồi, mình sẽ vô chỗ này để coi. Không có thêm trứng rồi. Nãy giờ mình đi cũng mới được có... Ui, mới có 1.500 km thôi à. Đi này hơi mệt đó nha. À, cuối cùng. Mình đi lãng vãng nãy giờ, cuối cùng mình cũng gặp được một em Pokemon trong tầm mắt của mình thôi. Trước mặt mình là Gable ha. Em này thì mới mốt sẽ tiến hóa và trở nên rất là dữ á. Nên chắc mình sẽ cố gắng chiến đấu và thử thu phục em ha. Đầu tiên thì chắc mình sẽ dùng mấy đòn đánh sát thương trung bình thôi. Để không thôi ảnh hưởng đến em này. Nhỡ đánh em này ngất luôn thì không có thu phục được đâu á. Ui, đánh đầu thế. Trời ơi, mình nghi quá. Ừ, đánh hụt. Mình gán cấu rỉa máu nhiều một xíu để mình tung bóng chứa Pokemon cho chắc á. Thì một hit đánh thường nữa đi. Đánh được không? Được rồi. Máu của em đang còn có 41% nữa hả? Không sao. Rizal vô tăng cơn xíu nha. Để mình tung bóng chứa thôi. Cơ hội mình tới nè. Mình sẽ tung quả bóng nào đây? Mình nghĩ là mình tung bóng thường thôi. Em này chắc mình tin vào nhân phẩm của mình. Cố lên. Được luôn. Wow, đây là Pokemon đầu tiên mình thu phục được ngoài tự nhiên nè. Tuyệt vời. Ta-da, chúng ta đã có được em rồi. Wow. Trời ơi, em là một Pokemon hệ rồng cũng như là hệ đất á. Quá dữ luôn á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cố gắng luyện level thôi. Trận chiến đầu tiên của mình và Gable đây. Hai em Pokemon tí tẹo quánh nhau nè. Coi em nào sẽ giành chiến thắng nha. Hồi hộp quá. Hiện tại thì có vẻ về cấp á, thì mình đang hơn em Pokemon Coupon này. Nhưng mà thực chiến thì hên xui nha. Chưa biết ai mạnh hơn ai đâu. Em nào cũng có thể giành chiến thắng mà. Đó. Nhưng mà đen cho Coupon là gai bò của mình đang áp đảo rồi. Ui, cũng phản đam rồi ha. Căng đấy. Nhưng mà bye bye. Rồi, chúng ta đã có trận chiến đầu tiên và giành thắng lợi cùng với Gable rồi. Quá dữ luôn. Đằng kia lại có thêm một cái chỗ để mình có thể vô lút đồ và một công trình gì đây nè. Ồ, nó có đường xuống luôn hả? Ui, đi một đoạn nữa thì mình còn gặp ở đây giống như là một cái khu bỏ hoang gì đó. Và trong đó có Pokemon luôn kìa. Hình như trong đây là nơi xuất hiện những em Pokemon hệ ma thì phải. Ở đây Mid Reverse nè. Em này hình như là hệ ma hay sao đây. Chính xác luôn. Wow. Còn gì khác không? Ôi, đây có mấy cái bia mộ nữa nè. Để khoan. Ê, có rương. Ê. Ủa, nhưng mà rương trống thôi. Ok.
Trời ơi, tưởng đâu hốt được cả đống đồ nữa rồi chứ. Rương trống thôi hả? Trời ơi. Có rương mà chỉ là rương trống thôi. Tưởng đâu chiếc này trúng mánh nữa rồi. Thôi giờ chắc mình sẽ luyện cấp cho Gable tiếp thôi. Chiến đấu một lúc thì Gable của mình cũng đủ cấp để tiến hóa rồi. Trời ơi, cùng nhau chào đón hình dạng mới. Kèm tiến hóa nha. Đây. Khi tiến hóa em sẽ thành Gable á. Đó, bắt đầu dữ dữ rồi đó. Trời ơi. Vậy là trong một ngày thì ba Pokemon mình có được á đều đã tiến hóa hết rồi. Tuyệt vời ghê luôn. Thích nha, thích nha. Nhưng mà những quả trứng nãy giờ thì nó vẫn chưa đủ km để nở nè. Mệt ghê luôn á. Oh my god. Trước mặt mình. Không. Mình không nhìn nhầm rồi. Trước mặt mình là cái chỗ để sau này chúng ta sử dụng để triệu hồi đấng sáng tạo. Cũng như là bộ ba sáng tạo luôn ha. Nhân phẩm gì đây? Trời đất ơi. Hơn vậy là cùng rồi. Bữa nay có thể nói là một cái khởi đầu tuyệt vời của mình luôn á. Quá là may mắn luôn. Rồi, phía bên đây nó còn có một cái tòa nhà gì nữa nè. Bây giờ mình gặp hơi bị nhiều thứ mới rồi đó nghe. Ok, sao làm cầu thang vô duyên vậy? Gì sao trèo lên đây? Cây thế nhờ. Nhưng mà tiếc thay là mình chỉ hơn trong việc tìm kiếm công trình thôi. Còn Pokemon thì hiện tại mình vẫn chưa gặp được những em Pokemon mới nào ha. Có vẻ mình hơi nhỏ đấy. Nhưng không sao. Giờ thì chúng ta chuyển sang đi hái African cũng được. Để mai mốt còn là bóng chứa Pokemon đâu ha. A few moments later. Trời ơi. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn thiệt. Quẩn về thì mình phát hiện ra có Rayquaza spawn ở phía cái vùng núi rồi sau đó bay qua cánh rừng rồi. Ôi. Tiếc vậy. Ủa đâu rồi? Rồi biến mất rồi. Ồ. Mới vào mà nhân phẩm có vẻ hên đó. Mới mốt mà mình có những em Pokemon nào mà kiểu bay bay được á, mình sẽ cố gắng trở lại cái vùng đồi này để kiểu gán thức đêm á. Vào lúc bình minh thì nhiều khi hên hên giống như bữa nay chúng ta có thể gặp được Rayquaza ha. Như vậy thì rất là tuyệt vời đó. Ồ. Ở đây nó còn có một cái rương. Cái rương khóa nè. Tự nhiên mình thấy tiếc quá. Phải chi bây giờ những em Pokemon mình có một em biết bay ha, thì tuyệt vời lắm luôn á. Mình có thể thử nhân phẩm bằng cách chiến đấu nè, và thử thuộc phục Rayquaza. Nhưng mà tiếc thay, mình chưa có em nào bay được hết. Không là pha đó mình cũng gán dí theo Rayquaza rồi đó. Ui. Tiến hóa luôn rồi nè. Rayquaza của mình đã tiến hóa lên dạng cuối cùng luôn rồi. Và em ấy sẽ trở thành Inteleon, đúng không ta? Inteleon. Ôi, có áo choàng các thứ đó không? Học được một kỹ năng hệ nước luôn, Sniper Shot. Wow. Đỉnh thiệt. Coi kìa. Ngầu nha, và mình có thể cưỡi Inteleon luôn rồi. Wow. Hiện tại mình đang cày cái trứng này cho nó đủ 15.000 km để chúng ta có thể mở nè. Wow. Khi mình cưỡi thì có lên km không? Có lên luôn. Wow. Được, vậy mình sẽ cưỡi Inteleon đi. Để đỡ tốn thanh thức ăn hơn nhé. Quá đã luôn. Tính ra mình mà làm cái thử thách 6 ngày 6 đêm chạy bộ cùng với Inteleon chắc ha, làm xong luôn rồi đó. Chạy đúng mệt luôn á. Nhưng mà cuối cùng thì thành quả là sắp nở được cái trứng 15 km. Đây nở rồi, nở rồi. Cảm ơn Inteleon nhiều nha. Trời, không có ẻm chắc mình chạy cũng hơi bị đuối á. Hy vọng nhân phẩm sẽ dùng hết vào quả trứng này và cùng mình mở thôi. Trời ơi, mình mở game Pokemon Acheop. Hên vậy ta. Mình đang thiếu một Pokemon có thể bay được, và em Acheop này có thể bay luôn. Wow, đã thiệt. Cái này gọi là lọc nhân phẩm đó. Trời ơi. Cố lên, cố lên. Mai mốt mình sẽ gán luyện em này cho
lên cấp màu màu ha. Để chúng ta còn cưỡi em này mà đi khám phá nữa chứ. Tầm này mà bay được là VIP lắm rồi đó. Rồi, và tóm tắt, ngày đầu tiên trong thế giới siêu Bisamon thì chúng ta đã có được 3 Pokemon đã tiến hóa rồi nè. Đầu tiên là Inflion ha. Thứ hai là Ivysaur. Đây, và thứ ba là Gabby, mình bắt được vùng ở vùng sa mạc ha. Wow, và cuối video chúng ta còn có được một em Archeops nữa chứ. Quá là dữ luôn. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có duyên gặp lại Rayquaza và thử thách chiến đấu và thu phục Rayquaza thử xem á. Mình rất là háo hức luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trong thế giới Bisamon. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.